theo chúng ta sẽ học bài một dấu hiệu chia hết, đó là bài dấu hiệu chia cho 3 trang 79, à chỉ 97. Dấu hiệu chia hết cho 3 cũng tương tự như dấu hiệu chia cho 9 thôi. Đó là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Còn các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia cho 3, đúng không? Vậy cứ có tổng các chữ số của nó cộng vào mà chia hết cho 3 thì chia cho 3. Đây ví dụ ta có 63 chia cho 3 bằng 21. Như vậy là chia hết, đúng không? Phép chia hết đúng không? Vậy là số 63 này chia hết cho 3. Thì ta sẽ có 6 cộng 3. Có số các chữ số đây là 2 số, đúng không? 2 chữ số. 6 cộng 3 bằng 9. 9 chia 3 bằng 3. Như vậy là tổng các chữ số của nó chia cho 3. Vậy thì số này cũng chia cho 3. Đây, 123 chia cho 3 được 41. Như vậy là số 123 chia cho hết cho 3, đúng không? Không có dư, có nghĩa là nó chia hết. Vậy ta có 1 cộng 3 cộng 4, à 1 cộng 2 cộng 3, 1 cộng 2 cộng 3 thì sẽ bằng 6. Và 6 chia cho 3 bằng 2. Vậy là tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3. Như vậy, số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì nó chia cho 3. Cũng giống như dấu hiệu chia hết cho 9 đấy, đúng không? Tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 thì nó cũng chia cho 9. Và dấu hiệu chia hết cho 3 này cũng tương tự như vậy. Tổng các chữ số của nó chia hết cho 3 thì nó, cái số đó chia hết cho 3. Ở đây, cái phép chia này có dư, cho nên ta có tổng 9 cộng 1 bằng 10 này, chia cho 3 nó cũng bằng cũng dư. Như vậy là tổng chữ số của nó cộng vào mà chia cho 3 mà dư thì cái số đó cũng không chia hết cho 3. Như vậy số 91 này không chia hết cho 3. Tương tự số này cũng như vậy. Chúng ta sẽ làm số bài tập số 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3? Vậy để biết số nào chia hết cho 3 thì ta sẽ cộng tổng các chữ số của nó với nhau. Nó chia cho 3 thì số đó chia cho 3. Bài 1. Cái phần này chúng ta sẽ làm ra nhé. 213. Thế thì 213 thì sẽ bằng 2 cộng 1 cộng 3, đúng không? 2 cộng 1 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6. 6 chia 3 sẽ bằng 2. Vậy số này là số chia cho 3. 109 sẽ bằng 1 cộng 0 cộng 9 sẽ bằng 10. 10 chia 3 thì bằng 3 dư 1. Cái này không chia cho 3. 1872 bằng 1 cộng 8 cộng 7 cộng 2 sẽ bằng 1 cộng 8 bằng 9. 9 cộng 7 16, 16 cộng 2 bằng 18. 18 chia 3 được 6. 6 bằng 18, số này chia cho 3. 8225. 8 cộng 2 cộng 2 cộng 5 bằng 82 bằng 10. 10 cộng 2 bằng 12. 12 cộng 5 bằng 17. 17 chia cho 3 được 5. 53 15 dư 2. 92.313 sẽ bằng 9 cộng 2 cộng 3 cộng 1 cộng 3. 9 cộng 2 bằng 11. 11 cộng 3 14. 14 cộng 1 15. 15 cộng 3 bằng 18. 18 chia 3 bằng 6. Như vậy ta thấy các phép chia có dư này là phép chia không chia cho 3, đúng không? Vậy đây những phép chia này hết này là những cái số này sẽ chia cho 3. Vậy ta có trả lời số chia cho 3 là số 213. Số này không chia cho 3 bởi vì tổng của nó không chia cho 3. Số này chia cho 3 bởi vì tổng của nó là bằng 18 chia cho 3, đúng không? Tổng các chữ số của nó là bằng 18 chia cho 3, cho nên số này chia cho 3. Ta có 1872. Số này tổng các chữ số của nó không chia cho 3, cho nên là cái số này không chia cho 3. Vậy tiếp theo có số này là số chia cho 3. 92.313. Đấy, vậy có 2 3 số này chia cho 3. Bài 2 làm tương tự như vậy. Bài 2 thì là ngược lại, là số không chia cho 3 là số nào. Vậy ta cũng tính tổng các chữ số của nó với nhau thôi, cộng vào để chia cho 3 thôi. Xong ta sẽ kết luận đúng không? Ta có 96 sẽ bằng 9 cộng 6 bằng 15 chia cho 3 thì bằng 5, đây là chia hết rồi. 502 sẽ bằng 5 cộng 2 bằng 7, đúng không? 5 cộng 2 bằng 7. 7 chia 3 thì bằng 2 dư 1. 6823 bằng 6 cộng 8 cộng 2 cộng 3. 6814 cộng 2 16, 16 cộng 13 bằng 19. Chia cho 3 bằng 6318 dư 1. 55.553. Năm 4 20 cộng 23 là 23.
23 chia 3 bằng 7, 73 21 dư 2. Đấy nha. Vâng. 10, 11, 3 là 14. 15, 16. Nếu ta thấy các phép chia có dư này là những phép chia không chia, là những số đó không chia cho 3. Vậy số này, duy nhất cái số này là chia cho 3, đúng không? Còn lại ta có các số không chia cho 3 là. Năm trăm linh hai, sáu nghìn tám trăm hai mươi ba, năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi ba, sáu trăm bốn mươi một nghìn ba trăm mười một. Có mỗi một số duy nhất là số 96 là chia cho 3 rồi. Bài số 2, bài số 3. Viết số có 3 chữ số và chia hết cho 3. Số có 3 chữ số và chia hết cho 3, đúng không? 3 chữ số, ví dụ số 1 3 1, 3 1, 3 là 4 rồi. Vậy cộng thêm 2 nữa là 6 thì 6 chia hết cho 3. Vậy cộng thêm 3 nữa và cộng thêm 2 nữa. Đấy, vậy là 1 cộng 3 cộng 2 là 5. Là 1 cộng 3 là 4. 4 cộng 2 là 6. 6, 6 chia hết cho 3. 6 chia 3 là 2, đúng không? Như vậy số này sẽ chia hết cho 3. Ví dụ 6 này, 8 này, 6 cộng 8 bằng 14 rồi. 14 thì cộng thêm 1 nữa là 15, 15 chia 3 sẽ bằng 5. Vậy cộng thêm 1 nữa thì cho số 1 vào đây. Đấy, ví dụ như vậy. Thì tôi có 2 2 5 chẳng hạn. 2 cộng 5 là 7 rồi. 7 cộng 2 bằng 9 chẳng hạn. 9 sẽ chia cho 3 bằng 3, vậy thì sẽ có là 7 cộng 2 bằng 5, là 2 cộng 5 bằng 7 rồi, 7 thêm 2 nữa. Là 9 đi. 9 sẽ chia cho 3. Đấy. Có rất nhiều cách cứ cộng tổng nó vào mà nó chia hết cho 3 là được. Hay ví dụ là số nào? 9 này. 9 này đúng không? 9 9 18 rồi. 18 21 chia 3 bằng 7 đi thì 18 cộng với lại 3 nữa là 21, thêm 3 nữa. 993 đấy, là số này cũng chia hết cho 3. Chúng ta chỉ viết 3 số thôi, có rất nhiều các số khác nữa nhé, chúng ta tự viết. Cứ tiếp theo cái bài số 4. Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia cho 3 nhưng không chia cho 9. Chia hết cho 3 nhưng không chia cho 9 thì có nghĩa là viết cái số này tổng của nó, tổng các chữ số của nó sẽ chia hết cho 3 nhưng tổng các chữ số của nó không được chia hết cho 9. Vậy chúng ta phải tính. Ở đây ta có 5 cộng 6 nha. Bài 4 này. 5 cộng 6 bằng 11 rồi. 11 thì cộng thêm 11 cộng thêm 1 nữa sẽ là 12. Chia cho 3 sẽ bằng 4. Như vậy là số này nó sẽ chia cho 3. Nhưng mà 12 thì chia cho 9 không? À, không chia cho 9, như vậy được. Như vậy ta thêm số 1 vào đây. Hay là ở đây 5 cộng 6 bằng 11, đúng không? 5 cộng 6 bằng 11. 11 cộng thêm 4 nữa là 15. 15 chia 3 được 5. Như vậy cũng được. Vậy ta cũng có thể thêm số 4 vào đây cũng được. 564 cũng được. Ở đây, số thứ 2, 79. Ta 7 cộng 9 bằng 16. 16 cộng thêm 2 nữa là 18. Nhưng ta thấy là 18 chia 3 được 6, 18 chia 9 cũng được 2. Như vậy thì cái số 18 này nó lại chia được cho cả 3 và 9. Như vậy thì chúng ta không thể cho số 2 vào đây để nó bằng 18 được, mà chúng ta phải cho số khác đi để cho nó chỉ chia cho 3 thôi. Nếu mà cho số 2 ở đây thì nó sẽ bằng
cộng tổng và nó sẽ bằng 18 đúng không? 792 cộng tổng và nó sẽ bằng 18, và 18 thì cũng chia hết cho 9 và 18 thì cũng chia hết cho 3 đúng không? 18 chia 3 được 6 và 18 chia 9 thì bằng 2. Như vậy người ta bảo là không chỉ chia hết cho 3 thôi, không được chia hết cho 9 đúng không? Như vậy thì do không thể cho sai về được. Vậy ta sẽ cho số nào? Ta thấy số 21 thì nó sẽ chia cho 3 bằng 7, còn 21 thì chia 9 thì nó không hết đúng không? Như vậy thì số 21 nó sẽ chia cho 3 mà không chia cho 9, như vậy ta sẽ cộng vào để cho nó bằng 21 đi. 7 cộng 9 bằng 16. 16 cộng 10 mấy bằng 21. 16 cộng 5 bằng 21, như vậy ta sẽ thêm số 5 vào sau. Đấy. Bằng 21. Nếu mà xếp số 2 vào đấy thì nó sẽ chia hết cho cả 9 nữa, là không được, không đúng yêu cầu của đề bài. Tiếp theo, số tiếp theo là 2, 3, 5. Ta cộng vào, ở đây ta điền số bao nhiêu nào, đúng không? Ta điền cộng cộng 3 cái số này với nhau. 3 cộng 5 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 10. 10, ta có thể xếp số 2 ở đây nữa. Cộng vào thì nó tổng sẽ bằng 12. 12 chia 3 thì bằng 4. Mà 12 chia hết cho 3, còn 12 thì không chia cho 9, như vậy số này cũng được. Hoặc chúng ta có thể tìm số khác. Dự là 2 này, 3, 5 này. À, 2 cộng 3 bằng 3 cộng 2 bằng 8. 3 cộng 5 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 10 rồi. 15 đi, đúng không? 15 chia hết cho 3. 15 chia 3 được 5. Vậy thì có thể thêm vào đây, cho nên là 10 rồi cộng thêm 5 nữa là 15 cũng được. Đấy. Đúng không? Nếu mà chúng ta thêm 8 vào 18 thì nó lại chia hết cho cả 3 và 9 thì không được. 5 thôi. Hoặc là ta thấy đây có số nào nữa không? Thế thôi. Đấy. Có thể số 2 hoặc số 5 đều được. Ở ấy đầu tiên thì chúng ta có thể thêm số 6 hoặc là số 1 hoặc số 4 cũng được. Còn ở cái ý thứ hai này chứ. Chỉ thêm được số này thôi.